thử xem cái sự kết hợp mà nó gọi là kinh dị này thì nó sẽ ra kết quả sản phẩm nào nhá. Ok, ăn nhá. Chán quá bạn ạ. Chán quá bạn ạ. Chán quá bạn ơi. Trời ơi, chán gì mà chán quá luôn bạn ơi. Các bạn biết vì sao? Tính ra nha, từ sáng đến giờ mình cứ nhồi nhìn đi nhìn lại cái con số subscribe trên kênh của mình. Hôm nay thì Mr. Việt đã được 970.000 người đăng ký rồi con ạ. Chúng ta chỉ thiếu mỗi 30.000 người nữa thôi mà mình cảm giác cái đoạn đường 30k này nó dài giống như kiểu cái đoạn đường mà thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh vậy. Hay 30k mới không biết bao giờ mới hoàn thành ta. Các bạn hãy nhớ giúp cho Mr. Việt đạt được 30k subscribe nữa nha, để mình làm tròn thành 1 triệu subscribe. Chúng ta sẽ đến được cái đích mà chúng ta đang mong chờ suốt bấy lâu nay nha. Nhưng mà mỗi vậy thì cũng vẫn chưa hết buồn anh em ơi. Anh em biết sao không? Tính ra là mình chỉ yêu cầu các bạn là 10.000 like cho mỗi cái video bí kíp luyện rồng thôi, để mình sẽ làm một cái video tập mới cho bạn coi. Nhưng mà mình để ý mấy ngày hôm nay rồi, các bạn toàn không có đủ like à? Chắc là các bạn không yêu mình, không thương mình, hay là các bạn không thích cái video bí kíp luyện rồng nữa đúng không? Ơi, mình nói giỡn thôi các bạn ơi. Thực ra là trong mấy ngày hôm nay mình thấy các bạn khá là ít để lại cái số lượt like trên những cái video của series bí kíp luyện rồng, nên mình quyết định là tối hôm nay mình sẽ tiếp tục không ra video bí kíp luyện rồng, để các bạn cùng xem lại tập 1 và tập 2 và nhớ like thật là nhiều thì mình mới có động lực để làm thêm tập 3 nha. Bởi vì là mỗi lần mà làm một cái video series này thì rất là mệt mỏi và cần phải đầu tư công sức khá là nhiều, nên anh em nhớ để lại cho mình like nha. Ok, thì hôm nay vào một cái ngày buổi sáng đẹp trời, và tự dưng mình nhớ đến một cái việc, đấy là lần trước có một bạn fan chân chính của Hero Team ngày nào cũng coi video của Mr. Vịt nè, và luôn luôn để lại comment xuống dưới nhận xét về video cho Vịt. Bạn ấy đã có một yêu cầu rằng là: anh Mr. Vịt ơi, anh tiếp tục làm video mà thử thách ăn đồ ăn trong mini world ngoài đời thật đi anh. Mình cảm thấy mình tự nhiên mình nhớ thử thách này, nên mình quyết định hôm nay chúng ta sẽ cùng đi lục lọi nhà của tứ trụ Hero Team, bao gồm những người mạnh nhất Hero Team như là mèo Simi này, Phong Cận TV, Mr. Vịt và Zero Official, để chúng ta cùng tìm kiếm một chút đồ ăn. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện cái thử thách ăn đồ ăn trong mini world ngoài đời thật nha. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với cả nhà của Mr. Vịt nha, để mình vô mình lục lọi xem nhà mình có gì ăn không nào. Hay tính ra là nhà mình cũng chẳng có nhiều đồ ăn mấy đâu các bạn ạ. Ồ, ở đây mình phát hiện ra có một miếng dưa hấu này. Hay, ok, thôi sao có một miếng dưa hấu cũng được, còn hơn là không có món ăn nào. Ok các bạn thấy không? Từ bếp núc cho đến mấy cái rương này chả có đồ ăn gì cả. Có mỗi cái ly kem này thì chỉ là ly kem trưng bày, không có ăn được. Thôi, có lẽ theo thứ tự thì mình phải đi qua nhà mèo Simi đi. Mình nghĩ là trong nhà mèo Simi sẽ có một cái đồ gì ăn đấy, bởi vì là Simi mở quán ăn mà. Tại sao mà không có đồ ăn được? Chúng ta cùng ngó nghiêng nhá. Quá trời đất bánh luôn này, toàn bánh trưng bày thôi không ăn được các bạn ạ. Bánh mì nè, hamburger nè, gà quay nguyên con. Ui anh em ơi, quả này lãi anh em ơi, lời rồi. Hiện tại thì mình đang có dưa hấu lấy trong nhà Mr. Vịt nè, bánh mì, hamburger và gà quay lấy trong nhà của mèo Simi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đột nhập qua nhà Phong Cận để xem Phong Cận có đồ gì ăn ngon không nhá. Phong Cận TV à, kiểu quái chả có. Phong Cận suốt ngày ngồi nhai chụp chẹp kiểu gì chả có phải không anh em? Cái này không có. Cái này chỉ có gì đây? Bánh tổ mình có không ăn đâu, bánh tổ không có nhân, chán lắm. Gì đây? Trời má. Hơn 128 con heo đang ngồi trong cái dương này, đậu xanh ghê với bãi chuối. Ở đây thì có cái gì đây? Bình mật ong à? Bình mật ong cũng được nha anh em. Bình mật ong cũng được luôn. Bình sữa bò. Vậy là chúng ta có thêm mật ong này và sữa bò. Hai cái này rất là hay anh em. Những thứ này có thể giúp chúng ta biến thành những cái món gia vị cực kỳ tuyệt vời, và sau đó sẽ kết hợp những cái nguyên liệu đồ ăn lại thành một cái món cực kỳ đặc biệt nha anh em. Hấp dẫn. Ok, mình sẽ lút luôn mật ong và sữa bò nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục là qua nhà của Zero Official. Hy vọng là trong căn nhà của Zero này chúng ta sẽ tìm kiếm được thêm một chút đồ ăn để tí nữa chúng ta làm thử thách ăn đồ ăn mini world ngoài đời thật nha anh em. Yo. Chú đâu có giấu gì không ta? Trong toilet thì chắc nó không giấu ăn đồ ăn được. Tủ lạnh thì không mở được. Hay, bếp núc thì cũng chả có gì cả. Mình thử lên tầng 2 coi. Trong tầng 2 có một cái dương này. Trong tầng 2 này. What the hell? Siro có một cây xúc xích cho riêng mình. The hell man. Một người đàn ông với cây xúc xích. Thôi bỏ đi. Không suy nghĩ nữa, chắc là Siro thích ăn xúc xích thôi mà. Không có gì đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng thống kê lại nhá. Mình đang có một miếng dưa hấu nè, một cái bánh mì dài nè, một cái bánh hamburger nè, một cái miếng đùi gà quay nè, một cái bình mật ong, một lọ sữa và một que xúc xích. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với màn quan trọng nhất, đó chính là thực hiện thử thách ăn đồ ăn trong mini world ngoài đời thật nhá. Let's go. Ok các bạn ơi,
Và bây giờ mình sẽ cùng thưởng thức những cái món đồ ăn mà mình vừa mới lụm được trong làng Hero Team nha anh em. Vừa rồi đi một vòng chúng ta lụm được quá trời đất đồ ăn luôn. Và cùng để xem chúng ta có những thứ gì nhá. Đầu tiên là chúng ta có một chiếc bánh hamburger. Trời ơi, chiếc bánh hamburger nhìn nó ngon gì đâu không á. Ước gì mình được cạp một miếng như giờ, nhưng không, chưa ăn vội nha anh em. Mà bây giờ chúng ta sẽ phải để dành để tí nữa chúng ta sẽ làm một cái thử thách cực kỳ đặc biệt. Tiếp theo nữa là mình lụm được một chút mật ong này và một chút sữa. Đây là mật ong này anh em, đây là sữa nha. Hai thứ này cực kỳ đặc biệt luôn. Tiếp theo nữa là chúng ta có một cây xúc xích. Ngon phải biết luôn, thơm cực khỏi. Bên cạnh đấy nữa chúng ta còn có một chiếc bánh mì dài. Cực dài anh em, bánh mì dài của Mini World. Thơm mùi bánh mì luôn anh em, được của nó. Bên cạnh đấy nữa chúng ta còn lút được một miếng dưa hấu. Trời ơi, cạp một miếng thì thôi rồi, nhưng mà cứ từ từ bình tĩnh. Chúng ta còn chưa kể đến một cái món cực kỳ đặc biệt. Đây, nguyên một con gà quay cực kỳ ok và cực kỳ hoành tráng luôn, bạn nhìn này. Úi dồi ôi, một con gà quay to vãi trưởng. Ôi nó thơm, nó thơm ấy, mà nó thơm hơn cả thơm ấy. Nó thơm đến mức mà như kiểu mình lên đỉnh núi xong mình chạy xuống một vòng ấy. Ôi, nhưng mà nói chung là thơm lên đỉnh luôn anh em. Ôi cơ của nó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ không chỉ đơn giản là ăn hết những đồ ăn này, mà chúng ta hãy cùng nhau đặt ra một cái thử thách đi. Các bạn biết mình sẽ chuẩn bị làm thử thách gì không? Bật mí cho bạn biết nhá. Thử thách sẽ bắt đầu từ ly sữa thơm ngon, ly mật ong cũng cực kỳ thơm ngon. Ok, với hai thứ này nha, thì bây giờ mình sẽ làm một cái thử thách cực kỳ đặc biệt. Đó là chúng ta sẽ chấm tất cả mọi thứ với mật ong nha anh em. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử chấm với cả bánh mì trước, rất là dễ. Bánh mì chấm với mật ong. Chúng ta cùng thử xem nha, rót ra như này đi. Các bạn cùng nhìn thử này, mật ong nó thấm vào bánh mì luôn anh em, thấm sâu vào trong bánh mì luôn. Để mình thử ăn nó xem như nào anh em. Nói chung là cái cảm giác nó không phải là không ngon, ngon, thơm, nhưng mà thực sự là có lẽ chúng ta chỉ ăn được hai miếng thôi, bởi vì là nó ngọt vãi cả chuối luôn, nó ngọt phải gấp tầm khoảng 15 lần so với việc mà chúng ta chấm với cả sữa anh em ạ. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ cùng thử combo hamburger chấm với cả mật ong thì ăn nó sẽ như thế nào anh em. Hamburger mà ăn với cả mật ong, ôi dồi ôi, ăn nhanh xong chắc mình ôm nguồn cầu cả buổi tối quá anh em. Chúng ta sẽ cùng thử chấm mật ong ở đây nha, chấm mật ong nha, quét mật ong lên nào. Bạn thấy chưa? Đó, mình đã đổ mật ong lên hamburger rồi. Các bạn nhìn này, mật ong nó dính trên hamburger này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử món hamburger mật ong này xem như nào nhá. Nói chung là nó cũng khá là ăn được anh em ạ. Tức là các bạn nghĩ có thể nó sẽ kinh khủng khiếp lắm, nhưng mà không, nó ăn dễ lắm ạ. Nó ăn nó giống kiểu một cái vị giấy ngọt ngọt của bánh, xong lại mặn mặn của thịt đấy bạn này. Ngọt ngọt của bánh, mặn mặn của thịt, xong lại một chút mùi vị của cà chua, xong lại một chút rau, ăn nó kiểu nó rất là khó tả các bạn ạ. Nó cực kỳ khó tả luôn. Nó giống như kiểu mà chúng ta giống kiểu chúng ta ăn vài món liền trong cùng một lần ấy. Các bạn sẽ đi hết cái hương vị này qua hương vị khác, chứ không phải giống như kiểu nó sẽ hòa quyện lại với nhau, như kiểu nó chả liên quan gì cả. Nhưng mà nói chung là cũng tạm được các bạn ạ, mặc dù hơi khó ăn tí. Rồi ok, tiếp theo sẽ là màn tôi có cây xúc xích, tôi có ly mật ong. Xúc xích mật ong, thử ăn xem nào. Ôi các bạn ơi, nhìn nào. Ôi xúc xích mật ong nhìn thì có vẻ rất là ngon, nên không biết ăn nó sẽ như nào, mình sẽ cùng thử nha bạn. Hơi tay tí. Cái này thực sự là không nên ăn, bởi vì là cái cảm giác nó không liên quan, nó càng đi xa rồi bạn ạ, nó càng đi xa rồi. Xúc xích thì nó có vị riêng, còn mật ong thì có vị riêng, bởi vì thực sự xúc xích này có vị mặn, mặn rất là rõ, nhưng mà mật ong ấy thì nó lại ngọt rất là rõ. Hai thứ này nếu mà ăn chung với nhau ấy thì thực sự là nó đúng là không liên quan lắm luôn, nên tốt nhất là bạn đừng có thử cái món xúc xích chấm với mật ong nha. Mình nghĩ là nó không phù hợp, nó không có yếu tố nào để kết hợp trong cái màn này cả. Bỏ. Ok rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thử thách ăn đùi gà chấm với cả mật ong nha anh em. Đùi gà này được mình lấy ra từ cái phần kiểu cái con gà mà lúc ấy mình lụm được ở trong nhà của mẹ Simi các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng thử chấm với mật ong nha. Hai cái này thì mình nghĩ là nó khá là liên quan, bởi vì là các bạn nghe món gà nướng mật ong rồi đúng không? Đây thì mình đang có gọi là gà quay. Bây giờ mình sẽ thử cho mật ong lên sẽ ăn nó sẽ như nào nhá. Thử nhanh em, nhìn nào. Wow, nó chảy thế này em ơi. Ôi nó chảy. Ôi nó chảy. Ôi nó chảy tung. Nhìn em ạ,
này hợp lý anh em, khá là ngon, đúng y hệt của vị gọi là gà nướng mật ong luôn. Cái cảm giác mà thịt gà nó hơi có một cái vị gì đấy, vị cháy này, thêm cái quả cái cảm giác mà ngọt ngọt của mật ong thì nó cũng không khác gì lắm so với việc, nhưng mà tất nhiên là khi mà chúng ta ướp mật ong chúng ta nướng lên thì nó sẽ ngon hơn, nhưng mà ăn trực tiếp này thì chúng ta vẫn cảm nhận được một phần nào đấy của cái vị gà chấm với cả mật ong, anh em ăn cũng được. Ngon anh em ạ, được, món này mình vote gọi là 8 điểm, ăn được. Nhưng mà khoan, mọi thứ nó vẫn chưa dừng ở đây, bởi vì thử thách của chúng ta vẫn còn anh em. Các bạn nghĩ sao nếu chúng ta kết hợp giữa mật ong và sữa, nếu chúng ta trộn hai thứ này với nhau và cùng thử ăn thì cái kết quả nó sẽ như nào, cùng thử xem nhá. Nó đang kết tủa lại anh em ạ. Thực sự là nó đang kết tủa lại. Nó tạo ra một cái hỗn hợp dung dịch gì đấy mà mình cũng từ bé đến giờ hai mươi mấy cái đồ bánh trưng rồi mình cũng chưa được nghịch ngu này. Nhưng mà vì hôm nay chúng ta có một cái thử thách cực kỳ đặc biệt nên mà mình sẽ thử trộn nó lại với nhau nha. Mình cũng không biết rằng cái này nó có gọi là ăn được hay không, nhưng mình tuyệt đối nhắc bạn này không thử ở nhà, bởi vì nó có thể có một cái tác dụng phụ. Nếu như những bạn nào mà bụng dạ yếu á thì làm như này rất có thể sẽ khiến những bạn đau bụng, nên là tuyệt đối không làm ở nhà nha. Chỉ cần xem Mr. Vịt làm thử là được rồi anh em. Đấy, bây giờ mình đã trộn xong một cái hỗn hợp gọi là sữa và mật ong rồi này, và thậm chí riêng cái cây xúc xích của mình đã biến vô tình thành một cái gọi là cây que ngấy nguấy hai cái thứ này, và mình sẽ thử ăn nó xem nha. Mặc dù là mình cũng không hề muốn ăn nó đâu, nhưng mà làm video cho bạn coi mà, nên là mình sẽ thử xem cái sự kết hợp mà nó gọi là kinh dị này thì nó sẽ ra kết quả sản phẩm nào nhá. Ok, ăn nhá. Mình không biết là phải tả bằng cái món này, gọi là xúc xích chấm với cả sữa pha mật ong này nó như thế nào, bởi vì là nó không hề ngon đâu các bạn ạ. Tốt nhất là các bạn đừng có ý định thử, bởi vì à, cái cảm giác vị nó kinh khủng khiếp luôn, chứ nó không phải là ngon hay là không ngon hay là thơm hay không thơm nữa, mà nó cho mình boom bay màu mùi vị luôn. Rồi ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng thử chấm bánh mì với hỗn hợp sữa mật ong này để xem nó ăn như nào nha anh em, bởi vì là mình nghĩ rằng đây sẽ là một pha cực kỳ khủng khiếp, bởi vì cái bánh mì này nó sẽ hút cái nước này, cái nước gọi là sữa pha mật ong này, và cái cảm nhận nó còn kinh khủng khiếp hơn. Nhưng mà lỡ làm rồi, chúng ta sẽ cùng thử nhá. Đây, mình đã bẻ một cái mẩu bánh mì nó nhỏ hơn để chúng ta dễ chấm rồi, cùng thử xem nhá. Ôi ok ok, bạn nhìn nào. Rồi ok, mình đã chấm xong nó rồi, và thực sự là cái hỗn hợp này nó đã dính vào trong cái bánh mì, nó thấm vào bên trong cái ruột này bạn này. Mình sẽ thử cùng ăn nó xem nhào nhá. Thực sự mình đang run tay anh em ơi. Nó thực sự rất là ngon, mình không tin nổi luôn á. Thực ra là cái cảm giác nó rất là lạ bạn ạ, bởi vì không hiểu sao khi mà chúng ta ăn được bánh mì á thì nó lại có một cái cảm giác gì đấy ăn khá là hay ho. Nó có vị thơm của sữa, ngọt của mật ong một cách rõ rệt, và gọi là có một cái vị thơm của bánh mì nữa, ăn cũng khá là tạm được anh em. Thôi ok, bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua nó, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả cái phát chấm cuối cùng, là chấm với cả cái miếng đùi gà mà lúc nãy mình đang ăn dở anh em. Không biết là khi mà chấm cái hỗn hợp sữa này thì nó còn là đùi gà không nữa. Đây, mình đã tách một chút cái phần thịt của đùi gà rồi, bây giờ mình sẽ cùng thử chấm với cả cái hỗn hợp sữa mật ong này nha anh em. Hey, chá. Wow. Nhìn nó thực sự là ghê luôn anh em, nhưng mà phải ăn thử mới biết làm sao được. Nó thực sự là không hề ngon một tí nào cả. Không hề ngon đâu anh em, không giống như cái cách mà chúng ta cho mật ong lên đùi gà để ăn đâu. Cái vị nó rất là kiểu vừa mặn mặn lợ lợ, nó là vị lợ lợ anh em. Tức là kiểu nó pha trộn giữa ngọt này và mặn, nó thành cái vị dưới lợ lợ, ăn rất là khó ăn đâu các bạn. Đừng có thử ở nhà nha, tuyệt đối đừng thử, bởi vì nó không hề ngon như các bạn nghĩ một tí nào đâu. Thực sự rất là kinh khủng luôn anh em. Và ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Hôm nay thì mình đã thực hiện xong cái thử thách gọi là
tìm kiếm đồ ăn trong làng Heotin và ăn đồ ăn trong Univua rồi. Sau đó mình đã chấm tất cả mọi thứ với mật ong. Mình biết rằng là các bạn sẽ không thể nào cảm nhận được cái điều gì chỉ qua cái màn hình này đâu, nhưng theo các bạn là cái sự pha trộn nào mà các bạn cảm thấy rằng là nó có thể ăn được và trông nó có vẻ là hấp dẫn? Hãy comment xuống dưới cho mình biết nha. Ví dụ là đùi gà cộng với mật ong, hay là sữa cộng với bánh mì, hay là sữa cộng với mật ong chấm với cả xúc xích. Nhớ comment xuống dưới cho mình biết bạn nghĩ rằng cái nào là cái ăn sẽ là ngon nhất nha, để cho mình biết nha. Và nhớ đừng quên là để lại cho mình một like, một subscribe để giúp cho Mr. Việt đạt được 1 triệu subscribe nhanh nhất nha anh em. Và nếu như mà mình đạt được nút vàng, mình sẽ làm một cái thử thách nó thú vị hơn nữa để cho bạn coi nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong các video sau nha. Bye bye.